Như tin tức Mekong hôm qua có thông tin về việc cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố ông chủ Tân Hiệp Phát cùng hai ái nữ. Việc khởi tố sau khi có nhiều đơn tố cáo và được Bộ Công an giao cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý từ 3 năm trước. Liên quan nhiều bất động sản có giá trị lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Tin này khiến dư luận dậy sóng. Dậy sóng bởi tập đoàn này của gia đình ông Trần Quý Thanh là một doanh nghiệp tư nhân thuộc hàng lớn nhất Việt Nam. Tân Hiệp Phát được biết đến là công ty gia đình nhưng có lợi nhuận rất lớn. Có năm lợi nhuận công bố vượt qua cả các ông lớn nước ngoài như Pepsi và Coca-Cola. Tỷ suất lợi nhuận của Tân Hiệp Phát cũng rất cao. Đến giai đoạn 2018-2019, gia đình ông Thanh gây bất ngờ khi thành lập cùng lúc một loạt công ty bất động sản với tổng vốn điều lệ đăng ký lên đến 20.000 tỷ đồng. Đỉnh điểm là năm 2019, chỉ trong vòng một tuần, vợ ông Trần Quý Thanh và hai con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thành lập 10 công ty bất động sản với vốn điều lệ mỗi công ty lên đến 1.500 tỷ đồng. Tân Hiệp Phát là cái tên lớn ở vị thế đại gia siêu giàu, là ông lớn trong ngành sản xuất nước giải khát, lớn dòng tiền tươi ở lợi nhuận gần 3.000 tỷ đồng mỗi năm, có sự cạnh tranh sòng phẳng với các doanh nghiệp nước ngoài. Trong diễn biến mới nhất, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát phát đi thông tin chính thức liên quan đến cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ông Trần Quý Thanh và bà Trần Uyên Phương. Công ty khẳng định giao dịch của các cá nhân trong sự kiện này không liên quan đến hoạt động của công ty, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào sự công minh của các cơ quan pháp luật trong quá trình giải quyết sự việc. Dù gặp khó khăn, Tân Hiệp Phát luôn cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm như công bố, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và duy trì hoạt động.